Ngày xưa, ở một vùng đất nọ, có một cô gái vô cùng xinh đẹp, vì hoàn cảnh trớ trêu phải đi làm kỹ nữ. Con quỳ trước ẩn sĩ tôn kính Stephen, xin người rửa bỏ những dơ bẩn trên người con. Con đang làm kỹ nữ mua vui cho những gã đàn ông lắm tiền. Thân xác này đã không còn trong sạch từ lâu rồi. Con biết bản thân dây bẩn, cớ gì phải tiếp tục? Đã thấy con đường tối đen, sao lại cứ đâm đầu? Số phận luôn ở trong tay con. Nhưng thưa ngài, con cần phải kiếm rất nhiều tiền. Bán thân xác, chuốc rượu mua vui là cách kiếm tiền nhanh nhất. Hãy nghĩ xa hơn về tương lai và hậu thế sau này. Những gì con thấy chỉ là tạm bợ. Bàn tay này thật mềm mại. Bây giờ con hãy đứng dậy, quay một vòng cho ta xem nào. Dạ. Đứng lên xoay một vòng để làm gì ạ? Hay, cứ làm như ta nói đi. Chẳng phải con đến đây để nghe lời khuyên từ ta sao? Dạ, dạ vâng ạ. Ẩn sĩ, con đã quay đủ chưa ạ? Chưa đủ. Nhanh quá, quay thêm đi. Quay thêm vài vòng nữa. Ẩn sĩ, con đã quay 3 vòng rồi, con chóng mặt ạ. Cho con ngồi xuống được không? Con đã chóng mặt sớm vậy sao? Ta thấy các vũ nữ họ có thể xoay 100 vòng không thấy mệt cơ mà. Ngài biết chuyện đó sao? Nhưng mà con, hôm nay con thấy mệt và tâm trạng không tốt, nên con không thể xoay nhiều vòng được ạ. Thôi được, vậy con hãy ngồi xuống đi. Genma ơi, con đẹp quá, con quá đẹp và quá quyến rũ. Ý ngài là sao ạ? Sao ngài lại... Không có gì. Đó là vì ta cần nhìn sâu vào gương mặt, thần thái trên người con để giúp con nhìn thấy được tương lai. Vậy tương lai của con sẽ như thế nào ạ? Xem chỉ tay để thấy vận mệnh về sau. Tất cả những gì ta thấy đều chỉ là một màu đen tối. Trời đất, những gì ngài nói là thật sao? Con hãy về chiêm nghiệm lại những điều mình đang làm. Lời ta mách bảo chính là lời của bề trên. Nếu trái ý, sẽ nhận hậu quả đau lòng. Cảm ơn ngài đã bộc bạch cùng con. Con xin phép ngài. Thiên đường luôn ở trước mắt ta. Ẩn sĩ Stephen không hổ danh là người tu hành lâu năm. Nhìn ông ấy thánh thiện và an nhiên. Chỉ cần đến đây, tôi đã thấy lòng mình thật nhẹ nhàng. Phải đấy, một đời ông ấy không oán hận ai, chuyên giúp đỡ những người lầm đường quay về hướng thiện. Úi dồi ôi, con ả game ma. Đồ kỹ nữ ở lầu xanh xấu xa đây mà. Mày đến đây làm gì chứ? Bẩn cả nơi sạch sẽ linh thiêng này. Cô tính quyến rũ cả ẩn sĩ Stephen, đúng là âm địa độc ác. Đừng quên, mình là thứ cặn bã của trần gian này. Tôi... Thứ cặn bã. Hôm nay trời lạnh quá, tuyết rơi ngày càng dày. Ôi trời, con mèo nhà ai đây? Trời lạnh thế này, người chết cóng mất. Để ta đem người vào nhà. Ai lại khóa trái cửa thế này? Có ai trong nhà không? Mở cửa cho tôi với. Gemma đây mà, bà chủ ơi, mở cửa cho con. Mở cửa cho tôi với. Gemma đây mà.
lạnh lắm. Tuyết đang rơi rất dày. Tôi lại quên không mặc áo ấm. Mở cửa cho tôi. Chị Daisy, chị Lina, em Gemma đây. Làm ơn mở cửa cho em. Trời lạnh lắm. Em sẽ chết mất. Làm thế có ác quá không? Con ả Gemma sẽ chết cống đấy. Thế mày có muốn cái danh đệ nhất kỹ nữ của nó không? Muốn được việc, nhất quyết không được nhân từ. Có ai không? Làm ơn cứu tôi. Chuyện này... Nó chẳng chết được đâu mà sợ. Thiếu gì nhà vương gia chứa chấp nó một đêm. Tao chỉ muốn nó bị tú bà trách phạt, tự ý qua đêm bên ngoài thôi. Hơi đâu mà lo xa. Cô đúng là đáo để. Hay là mình qua miếu cổ xin phép ẩn sĩ Stephen cho ở lại một hôm. Chỗ ngài ấy đối diện nhà mình thôi mà. Không được. Thế chẳng khác nào bản thân ta vấy bẩn thanh danh của ngài. Mày đang nghĩ gì thế Gemma? Cả đời là kỹ nữ, muôn đời không thể trong sạch. Nơi ẩn sĩ thiêng liêng như thế, mình không thể bước chân vào. Mình cảm giác không còn sức lực. Cứu tôi với. Trời ơi, thầy Stephen mất rồi. Đêm qua lạnh thế, nhưng ngày ấy vẫn ngồi ngoài trời tu hành. Bây giờ thì không còn hơi thở nữa. Xót xa quá, thầy Stephen đáng kính đã rời xa chúng ta mà lên thiên đàng rồi ư. Sao người ta, cơ thể ta bỗng nhẹ như mây thế này? Đây là đâu? Thực hay mơ? Ta đang đi về đâu thế này? Sau kia lại giống cánh cửa vào thiên đường vậy? Và chẳng phải người đứng ngoài kia với đôi cánh chính là một thiên sứ hay sao? Xin lỗi cho tôi hỏi, đây là đâu vậy? Đây chính là cánh cổng để bước vào thiên đường. Còn ta là thiên sứ trông coi cánh cổng này. Cổng thiên đường? Vậy giờ tôi sẽ làm gì đây? Ông cứ tạm ở đây. Ta sẽ vào thưa với Thánh Peter. Sau đó người sẽ mở cổng đón ông vào cõi cực lạc. Xin dân, tôi nghe theo ý người. Vậy là ta đã chết và đã đến thiên đường rồi sao? Ẩn sĩ, đây là Thánh Peter. Hãy mau mau quỳ gối trước người. Lại Đức Thánh Peter, cuối cùng con cũng có phước hạnh được diện kiến người. Đây không phải là linh hồn mà ta muốn người dẫn đến cổng trời. Chẳng phải người đã nói với ta rằng hãy đến thành Ba La Môn vào lúc mặt trời mọc để dẫn một linh hồn thuần khiết về trời hay sao? Quả đúng là ta đã nói như vậy. Nhưng linh hồn ấy không phải là một vị ẩn sĩ này. Thưa Đức Thánh, con đã sống một cuộc đời không dẫn đục. Cơ sao người lại cho rằng con không phải là một linh hồn thuần khiết? Chuyện ngươi làm, lương tâm ngươi hiểu rõ. Này thiên sứ, khi đến thành Ba La Môn, ngoài linh hồn của gã ẩn sĩ này, thì còn linh hồn nào khác xuất hiện vào lúc ấy hay không? À, ta nhớ ra rồi. Khi mọi người còn đang khóc thương cho linh hồn của vị ẩn sĩ, thì ở phía bên căn nhà đối diện, linh hồn của một cô gái điếm rời khỏi thân xác. Đó, nên ta đã bảo là ngươi nhầm lẫn. Hãy mang tăng lữ xuống địa ngục và đem cô gái điếm lên thiên đường. Ngài nói gì? Ông này là một người tu hành rất nổi tiếng, không ngừng tĩnh tâm và cầu khấn. Do đó chúng tôi không cần hỏi mà đem ông ta lên đây. Còn người đàn bà kia nhất định phải xuống địa ngục. Do đó tiểu quỷ đã đem xuống địa ngục rồi. Tôi không hỏi vì mọi chuyện đã rõ ràng. Này thiên sứ, ta nhắc lại, cô gái điếm mới chính là linh hồn thuần khiết mà ta nhờ ngươi xuống trần và dẫn lên đây đấy. Nhưng đó là ả kỹ nữ, kẻ bẩn thỉu và dơ giấy đó
rõ ràng không xứng đáng được lên thiên đàng dù là nửa bước chân. Không lẽ là cô ta, con đàn bà dơ bẩn ở đối diện nhà mình? Những gì ngươi thấy chỉ là bề ngoài. Hãy xuống địa ngục và đưa linh hồn cô gái ấy lên đây trước khi mọi chuyện quá muộn. Ta xin ngươi, trước khi đẩy ta vào chốn hỏa ngục, ta chỉ mong được gặp mẹ ta lần cuối cùng. Ta xin ngươi. Vẫn làm gái mà còn đòi hỏi. Đúng là mẹ ngươi vì làm kỹ nữ mà bị đẩy xuống đây. Nhưng bà ta hiện tại đã hồn siêu phách tán. Ngươi ở đó mà chờ đến lượt đi. Nào, các ngươi hãy đẩy con mụ kỹ nữ giờ giấy này xuống địa ngục ngay cho ta. Tân lãnh. Hả, kỹ nữ kia, hãy hứng chịu những ngọn lửa âm phủ quỷ diệt của ta đây. Giờ nhà ngươi sẽ hiểu thế nào là địa ngục. Tiểu quỷ, tiểu quỷ, hãy khoan đưa linh hồn cô gái này vào quả ngục. Ra là thiên sứ, ông đến đây có chuyện gì? Lại tính phá đám công việc của ta chăng? Ta theo lệnh thánh Peter đưa linh hồn cô ấy lên thiên đường. Nói dễ nghe nhỉ. Từ đầu đã thỏa thuận ông đến đón gã ẩn sĩ, còn cô ả này thuộc về ta. Giờ lại muốn cả hai. Ngươi đừng nóng. Vốn dĩ gã ẩn sĩ mới là kẻ phải xuống địa ngục. Gì lạ vậy? Sao kỹ nữ lại được lên thiên đàng mà ẩn sĩ tu hành lại phải xuống địa ngục? Nhà ngươi có nhầm lẫn chăng? Không có nhầm lẫn gì ở đây hết. Đích thị là như vậy. Chính thánh Peter đã lệnh ta gấp rút xuống đây đón cô kỹ nữ kia lên thiên đường. Sau đó ta sẽ đưa ẩn sĩ xuống địa ngục trả cho ngươi. Quái lạ, sao có chuyện khó tin vậy? Thôi được, ta ở đây chờ ông. Thánh Peter, con xin cúi chào người. Đừng sợ cô gái, đây là cổng thiên đàng, nơi đón những linh hồn thuần khiết. Dạ, dạ, con chỉ là một kỹ nữ, không dám mơ một ngày được đặt chân đến thiên đường. Con sợ làm ô uế cổng thánh. Thưa Đức Thánh, cô ả này là một kỹ nữ, thân xác cô ta đã dây bẩn và không xứng đáng được lên thiên đàng. Này cô gái, cô có nhận ra linh hồn của gã tu sĩ kia không? Thưa Đức Thánh, ông ấy là vị ẩn sĩ được tôn sùng nhất thành Ba La Môn. Con thường xuyên xem những buổi ông ấy hành lễ và rất ngưỡng mộ đức tin của ông dành cho Đức Thánh. Còn ả ta là người bán thân xác cho đàn ông mà chuộc lợi. Con đã không ngừng khuyên răn, nhưng ả ta chỉ muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa. Tôi... Đó, Thánh Peter, ngài hãy xem, ả ta đâu có thể nói một lời nào biện minh được cho sự bẩn thỉu dơ giấy của mình. Các người không cần phải nói nhiều. Ai dơ giấy thực sự, hãy nhìn vào chiếc gương này. Vì đây là chiếc gương ký ức, nơi lưu giữ tâm hồn của tất thảy chúng sanh. Tất cả các ngươi hãy nhìn vào đây, đối diện với chính bản ngã của mình. Cô ả Gemma này lại bắt đầu mây mưa rồi. Một ngày có quá nhiều người lui tới như vậy, chắc phải hả hê lắm đây. Để xem nào, nếu ta là một trong số những vị khách kia thì nghĩ tới thôi đã rạo rực rồi. Trời ơi, chuyện này, ôi không, không thể nào. Trời ơi, người mà ta vẫn coi như tượng đài của đạo đức, niềm tin, sự cao quý, lẽ nào lại thế này? Thật là, ta là thiên sứ mà không nhìn xuyên thấu nổi bộ mặt đê tiện của gã kia. Thật đê tiện, thật bỉ ổi. Trời ơi, cả cuộc đời của ta, một cuộc đời mà ta luôn phải khoác lên một chiếc áo bình thản và thánh thiện, mà trong khi dưới tấm áo này lại là một cơ thể rạo rực như bất cứ gã đàn ông tầm thường đê tiện nào khác. Hay là ta
cứ ghé qua cô ả một lát để hưởng trọn lạc thú trần gian. Nhưng mà nếu lỡ bị phát hiện thì còn ai sùng bái ta nữa? Không ổn, cô ta thật quyến rũ, ta chỉ cần giới tay là có được. Làm sao bây giờ? Đời tu hành thật nhàm chán và vô vị. Thiên đường cái khỉ gì? À phải rồi, thiên đường đang ở đối diện nhà ta đây mà. Thánh Peter, sao ông ấy? Trời ơi, lại biết được cả suy nghĩ gan ruột của ta thế này. Mẹ ơi, con không muốn phải làm cái nghề ô uế này, nhưng con lại chẳng có cách gì để có thể kiếm tiền để nuôi được các em. Không có tiền con gửi nuôi chúng, chúng sẽ chết mất. Nhưng số phận con, cuộc đời con thật bẩn thỉu và dơ giấy. Con đã đánh mất chính bản thân mình. Làm sao để con có thể thoát ra khỏi cảnh ngộ này đây? Nếu có kiếp sau, xin hãy cho ta được làm một người con gái bình thường, được làm những điều sạch sẽ, trong sáng và thánh thiện. Tên ẩn sĩ bị ổi xấu xa và giả dối, vậy là ngươi đã lừa tất cả mọi người và qua mắt cả ta. Tôi Stephen, nhìn vào chiếc gương kia thì ngươi còn gì để nói? Thánh Peter, nhưng tất cả chỉ là ý nghĩ. Sự thật là cả cuộc đời mình tôi đã làm được gì đâu. Ẩn sĩ, trong thân sắc của kẻ tu hành, ngươi luôn tỏ ra tĩnh tâm cho người khác thấy, nhưng trong thâm tâm không ngừng nghĩ qua rằng ta đang sống một cuộc sống sai lầm. Người đàn bà kia thật đẹp, giới tay ra là có được. Ngươi luôn nghĩ ngươi đang làm một thứ vô nghĩa, lúc nào cũng phải tỏ ra mình là bậc thánh thần, nhưng chẳng nhận được cái gì. Có điều gì danh dự mà ngươi không dám làm gì cả? Trong cuộc sống có rất nhiều người luôn tỏ ra mình là người đoan chính như ngươi, Stephen. Bởi vì sự nhát gan, ngươi nhát gan vì ngươi muốn nổi tiếng, muốn được người người biết đến. Vì danh dự mà ngươi không dám tìm đến cô gái điếm. Nhát gan luôn khiến cho bản thân ngươi thấy sợ hãi, do đó ngươi chỉ là kẻ hành xác, ăn uống điều độ, làm việc ngay thẳng. Nhưng trong đầu ngươi luôn có hình bóng cô gái điếm, ngươi luôn muốn chiếm hữu cô ta. Còn Gemma, cô là một cô gái điếm, nhưng cô hối hận, không ngừng hối hận, vì cô ta biết mình đang lãng phí cuộc đời, mất đi những thứ quý giá của đời người. Vì tiền, cô ta đã bán đi thể xác và linh hồn. Cô luôn nhìn vào nhà thờ của anh tăng lữ kia, cô hướng vào đó để sống. Đó mới là tĩnh tâm thật lòng. Cô cầu mong Thượng Đế ban cho cô cơ hội được bước vào nhà thờ, nhưng nghĩ rằng mình là gái điếm, như vậy sẽ bán bổ thần linh, nên chỉ dám nhìn mà không dám bước vào. Cô không ngừng lên án bản thân vì cô đã bị mất mọi thứ. Cả hai người đều đang hối hận, và điều đó hoàn toàn trái ngược với bề ngoài và thân phận của mình. Vì vậy giờ đây, Stephen, chỗ của ngươi là ở địa ngục vĩnh hằng, còn cánh cổng trời của thiên đường đã mở, và nó sẽ đón linh hồn thuần khiết của Gemma. Không, hãy thả tôi ra, thả tôi ra. Thế rồi vị ẩn sĩ bị đưa xuống địa ngục và hứng chịu ngọn lửa thiêu đốt của quỷ dữ. Còn Gemma, các thiên thần dẫn lối bước lên những bậc thang rực rỡ để đi tới thiên đàng. Câu chuyện về tội nghiệp sát sinh.
Bao giờ thì được sang sông đây bác lái đò ơi? Chúng tôi còn bao nhiêu việc phải làm, cứ đứng mãi thế này từ sáng đến giờ rồi. Làm ơn cho thuyền nhanh xuất phát đi ạ. Còn tôi ốm nặng, cần phải đến thầy Lang gấp. Phải đó, mau mau cho thuyền đi đi. Ông làm cái quái gì mà lâu vậy chứ hả? Mọi người bình tĩnh nào, chắc bác lái đò đang gặp công chuyện gì đó. Chẳng lẽ chúng tôi lại không bận việc riêng à? Tôi còn phải đi lên tỉnh gấp để gặp thầy học của mình. Xin mọi người thông cảm, tôi đang sửa lại cái gián thuyền bị thủng để qua sông cho an toàn. Tôi đang cố, các vị chờ một lát. Khách thì nhiều mà có độc một cái thuyền, tốn thời gian ở đây quá đi thôi. Đã xong rồi đây, mời các hành khách lên thuyền. Trời đất ơi, thuyền đầy rồi. Còn một số khách không đủ chỗ chuyến này, xin đợi một lát để đi chuyến sau. Còn mọi người trên thuyền xin ổn định, tôi bắt đầu khởi hành. Thôi, ai có công chuyện gấp thì đi đi, tôi chẳng muốn đi nữa. Thật là, sao lại bức xúc như thế cậu tu tài trẻ? Nãy không phải là cậu rất nóng lòng muốn sang sông sao? Tôi khá là bất bình. Nếu ai cũng vì chút công việc riêng của mình mà sẵn sàng đánh đổi mạng sống những sinh linh tội nghiệp này thì thực sự có đáng không đây? Ý cậu muốn nói là gì? Đây, ngài thử nói xem, tội này là của ai? Là những vị khách đi thuyền hay là người chèo thuyền? Vậy tương lai tội nghiệp sát sinh này sẽ giáng xuống người chèo thuyền hay những người khách đi thuyền chứ? Sao vậy? Cậu tú tài kia nói gì vậy? Những con tôm cua ốc bé tí teo kia chết mà cũng phải quy tội do ai ư? Chuyện này xảy ra như cơm bữa, ngày nào thuyền chả cập bến rồi rời đi, sao mà tránh được? Thì ra chuyện chỉ có vậy thôi à? Tôi lại cứ tưởng điều gì hệ trọng lắm. Chỉ có vậy là sao? Ngài cũng là một nhà ẩn sĩ, nếu tôi đoán không lầm, theo trang phục ngài đang mặc trên người, hoặc chí ít cũng là một trí thức có hiểu biết, trông thấy cảnh tượng này không khiến ngài động lòng sao? Chàng trai trẻ, nôm cậu có vẻ cũng là người hay chữ, đọc sách, mà trước giờ cậu luôn nhìn nhận mọi chuyện theo bề nổi và thiển cận như vậy sao? Ngài nói thế là nghĩa gì chứ? Tôi là người học trọng hiểu nhiều, thông tường mọi chuyện, và đặc biệt là có lòng bác ái với vạn vật. Nhìn thấy chuyện bất bình này, là một người có tâm sẽ không thể không phẫn nộ. Tự nhận mình là một người giàu lòng nhân ái, nên cậu cho rằng sự việc kia bắt buộc phải quy về là tội lỗi của một ai đó, đúng không? Đúng vậy. Mọi sự vật sự việc trên cõi đời này đều có nguyên do của nó, chuyện này cũng không phải ngoại lệ. Nhưng hiện tại tôi chưa có câu trả lời, ai sẽ gánh cái nghiệp sát sinh nặng nề thế này? Tôi nghĩ cậu không cần mất công sức và thời gian suy nghĩ đâu, vì tôi đã biết câu trả lời. Vậy sao? Ông thực sự biết chứ? Đó là người chèo thuyền hay những người đi thuyền? Không phải là người chèo thuyền. Vậy chắc chắn là những vị khách đi thuyền rồi. Cũng không phải họ. Những vị khách đó không nên là nguyên do trong chuyện này. Thế thì là cả hai sao? Cả hai đối tượng này đều tác động vật lý lên những sinh vật nhỏ bé kia. Trực tiếp, đó không phải là câu trả lời. Ngài đang giỡn với tôi đúng không? Vậy thì là ai mới được chứ? Lỗi này không nằm ở ai hết. Chỉ có cậu là kẻ nhiều chuyện, thích xen vào việc của người khác mà thôi, cậu tú tài trẻ à. Ngài nói thế là ý như thế nào? Tôi chỉ đang nói lên những bất bình của mình thôi. Hơn nữa, sâu xa hơn là đòi quyền lợi cho những sinh vật nhỏ bé kia. Cậu nghe này, vị ẩn sĩ, ngài nói rõ hơn đi. Sao đó lại là do tôi? Đơn giản thôi, bởi vì cậu xen vào việc của người khác. Người chèo thuyền là vì để chở những người khách sang sông, chứ trong lòng không hề có ý nghĩ sát sinh. Những vị khách đi thuyền kia chẳng qua cũng chỉ là muốn sang sông để làm việc, họ cũng không có ác niệm sát sinh. Cái tâm không cố ý sát sinh của họ giống như một khoảng trời xanh vậy, cho dù mây trắng mây đen bay lượn che lấp nhưng cũng không thể làm ảnh hưởng đến sắc trời trong xanh vốn có của nó được. Ồ, thì ra là vậy ư?
tội nghiệp của con người là do tâm tạo ra. Cho nên, một người nếu chỉ nhìn bề mặt mà phán xét thì phải trái đúng sai một cách hồ đồ, ngông cuồng thì cũng bằng với việc tự chuốc thêm phiền não cho mình mà thôi. Cũng phải đấy nhỉ, sống nửa thế kỷ rồi mà đến nay tôi mới nghiệm ra cái lý lẽ này. Dạ thưa, tôi đã hiểu rồi ạ. Tôi thật đúng là nông cạn. Những điều ngài nói tôi sẽ luôn ghi nhớ. Cảm ơn ngài rất nhiều đã giúp cho tôi và mọi người hiểu ra. Ngẫm lại, chẳng phải trong cuộc sống cũng có không ít người giống như vị tú tài kia, thường xuyên thích bình luận, phán xét thiện ác, tốt xấu của người khác, trong khi chưa hiểu rõ điều gì. Họ không biết rằng chính việc thị phi ấy đã khiến cả tâm và thân của mình bị mệt mỏi, mất tự do, tự tại rồi.